5 tác hại đáng sợ của bí đỏ, không khác gì thuốc độc, tránh xa kẻo rước bệnh vào thân. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Sức Khỏe Việt. Quý vị thân mến, trong số các loại quả thì bí đỏ được mệnh danh là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các axit hữu cơ. Đây là món ăn bình dân được nhiều gia đình ưa chuộng, còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo các nghiên cứu mới đây, chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới các chức năng của hồng cầu. Sắt lại là nguyên tố vi lượng cơ bản, giúp bổ sung lượng máu trong cơ thể. Nếu như sử dụng bí đỏ không đúng cách, sai khoa học thì sẽ vô tình làm giảm chất dinh dưỡng có trong bí đỏ, cũng như gây ra nhiều tác dụng phụ. Nếu nặng thì sẽ trở thành hiểm họa đối với sức khỏe. Nếu thường xuyên ăn bí đỏ, bạn cần phải biết những tác dụng phụ không mong muốn sau đây để tránh rước họa vào thân. 5 tác hại đáng sợ của bí đỏ, tuyệt đối tránh xa kẻo rước họa vào thân. Trong số các loại quả, bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như là các axit hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy, chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng đến chức năng của hồng cầu. Chất sắt lại có nguyên tố vi lượng cơ bản, giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể. Trong bí đỏ chứa rất nhiều muối khoáng, giàu vitamin và các axit hữu cơ tốt cho cơ thể. Bí đỏ còn có nhiều nguyên tố vi lượng và các axit amin như là alanin, valin, leucin, paquistin, lysin. Trong 100g bí đỏ có khoảng 0,9g protein, 5-6g glucid. Ngoài ra còn có nhiều vitamin như là B1, B2, PP và B6, đặc biệt là 400g vitamin B5 và có các loại chất axit béo như là linoleic và 28mg beta-carotene. Bí đỏ là loại thực phẩm rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta, tuy nhiên những lợi ích của bí đỏ đối với sức khỏe không phải ai cũng biết. Bí đỏ giúp sáng mắt. Bí đỏ có chứa hàm lượng beta-carotene, khi vào cơ thể, chất này sẽ được chuyển hóa thành vitamin A. Đây là chất cần thiết cho mắt, giúp võng mạc hấp thụ được và xử lý ánh sáng tốt hơn. Ngoài ra, bí đỏ còn chứa lutein, zeaxanthin và có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa được thủy tinh thể và làm chậm sự phát triển thoái hóa điểm vàng, tốt cho tim mạch. Hạt bí đỏ giàu chất piterol và chất axit béo omega-3, omega-6 tốt cho sức khỏe. Những chất này có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp. Giảm cân, bí đỏ chứa hàm lượng calo và chất béo rất thấp, là thực phẩm giàu chất xơ, vì vậy bí đỏ chính là thực phẩm lý tưởng giúp cho người thừa cân và béo phì. Ngăn ngừa tiểu đường, bí đỏ có tác dụng hạ đường huyết trong máu, vì vậy giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài ra, bí đỏ còn có tác dụng ngăn ngừa khả năng phát triển mãn tính của những người bị bệnh tiểu đường. Tăng cường phát triển não bộ. Trong bí đỏ có chứa rất chất cần thiết trong hoạt động của não bộ như là axit glutamate. Chất này có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng tinh thần, trợ giúp cho các phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não. Ngoài ra, đối với phụ nữ mang thai, ăn hạt hoặc là hoa bí đỏ thì không chỉ giúp cho mang thai nhi phát triển về tế bào não, tăng cường sức sống trong thai nhi mà còn giúp phòng ngừa và trị những chứng phù nề, tăng huyết áp và các biến chứng khi mang thai. Tăng cường hệ thống miễn dịch, bí đỏ có chất lượng và hàm lượng lớn vitamin C, có tác dụng tăng cường sức mạnh hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch khỏe mạnh giúp chúng ta có thể chống lại các loại virus, vi khuẩn gây bệnh cho cơ thể. Tẩy giun, dùng bí đỏ ăn sống kết hợp với việc dùng thuốc tẩy giun sẽ đem lại hiệu quả tẩy giun vô cùng cao. Ăn thường xuyên bí đỏ cũng giúp ngăn ngừa chứng giun sán, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Làm đẹp da. Chất carotenoid có trong bí đỏ còn có tác dụng làm chậm tiến trình lão hóa da, từ đó giúp sáng da, không mụn trứng cá và cũng ít nếp nhăn. Ngăn ngừa ung thư. Bí đỏ có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa và beta carotene rất cao nên có tác dụng ngăn ngừa với các bệnh ung thư. Ngoài bí đỏ thì có những thực phẩm có màu vàng như là cà rốt, khoai lang cũng có tác dụng tương tự. Ngừa loét dạ dày tá tràng. Một cốc nước ép bí đỏ hàng ngày giúp giảm ruột tiêu hóa thức ăn nhanh và có thể giúp cho loại bỏ độc tố ra khỏi đường tiêu hóa. Vì vậy, nước ép bí đỏ thì còn có thể chữa lành vết loét dạ dày, tá tràng và các nhiễm trùng khác trong ruột. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng nếu lạm dụng bí đỏ, loại thực phẩm này giàu dinh dưỡng có thể gây ra tác dụng phụ nặng nề tới cơ thể của con người. Sau đây là 5 tác hại đáng sợ của bí đỏ, tuyệt đối tránh xa kẻo rước họa vào thân. 1. Nguy cơ ăn bí đỏ liên tục sẽ gây vàng bàn tay, bàn chân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn quá nhiều bí đỏ quá 2 bữa trên một tuần. Nguyên do là trong bí đỏ chứa rất nhiều
tiền chất của vitamin A, nếu bạn ăn quá nhiều, chất này sẽ không kịp tiêu hóa, sẽ dự trữ ở gan và dưới da, sau đó khiến cho chóp mũi, lòng bàn tay và bàn chân sẽ bị có màu vàng. Trước thông tin trên, Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ. Bí đỏ là thực phẩm vẫn có thể ăn được và thường xuyên. Bạn chỉ không nên ăn hạt bí đỏ bởi hạt bí đỏ có khả năng tẩy giun. 2. Ăn bí đỏ đã già và để lâu nên men. Mỗi quả bí đỏ khi chín ra thường có kích cỡ to đáng kể. Bạn không thể chế biến hết quả cả trong cả một bữa. Cũng như là bữa sau, bạn cần phải đổi nên có thể không dùng đến. Hoặc là vì lý do nào đó miếng bí đỏ cứ lần nữa đặt ở trong tủ lạnh và trong cả tháng trời mới ăn đến. Đây là thói quen của rất nhiều gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, bí đỏ cắt sở và để lâu thì có thể mới dùng tiếp cho bữa sau được đánh giá là thói quen cực kỳ tai hại. Theo tiến sĩ Từ Ngữ, Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, bí đỏ có chứa hàm lượng đường cao. Khi để trong thời gian dài không dùng đến sẽ gây xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men. Bí đỏ của bạn sẽ dùng dần và mất bị biến chất, ăn không ngon nữa và đồng thời còn không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, nếu lưu trữ trong thời gian dài sẽ khiến bên trong bí đỏ gây ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, khi ăn rất dễ gây nguy hiểm tới sức khỏe. 3. Ăn bí đỏ khi bị rối loạn tiêu hóa. Một lưu ý nữa bạn cần phải biết là khi người bị rối loạn tiêu hóa nên hạn chế ăn bí đỏ vì hàm lượng chất xơ trong bí đỏ cao, không tốt cho quá trình và bệnh tình trạng của bệnh. Theo lương y Vũ Quốc Trung, những người bị tình trạng rối loạn tiêu hóa thì cần phải hạn chế ăn bí đỏ. Nguyên nhân là hàm lượng chất xơ trong thực phẩm thì là quá cao. Nếu ăn vào cơ thể trong tình trạng đang bị rối loạn tiêu hóa thì sẽ khiến cho bệnh tình trầm trọng hơn. Tốt nhất nên kiêng hẳn, nên bí đỏ trong thời gian này để tránh những hậu quả đáng tiếc. 4. Bảo quản tủ lạnh gây ngả màu, mất an toàn. Như chúng ta đã biết, thì để có thể một loại thực phẩm nào đó trong tủ lạnh quá lâu thì cũng gây ra các tác dụng nguy hiểm đối với sức khỏe và bí đỏ cũng không ngoại lệ. Theo các chuyên gia cho biết, tuyệt đối không được bảo quản quả bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh, tuyệt đối không bảo quản ở ngăn đá vì nếu để lạnh bí đỏ sẽ có thể ngả sang màu nâu vàng, không an toàn khi ăn. Khi ăn sẽ gây ra kèm các nhiều bệnh liên quan tới tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa như là đi dạ dày hoặc là mắc các bệnh do bị vi khuẩn tạo ra. 5. Ăn quá nhiều. Nhiều chị em cho rằng việc ăn bí đỏ hàng ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhất là những người càng hy vọng ăn nhiều thì làn da sẽ hồng hào, càng mịn trông thấy. Tuy nhiên, đây là những suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Bất cứ thực phẩm nào nếu ăn quá nhiều thì cũng không tốt cho sức khỏe. Với bí đỏ, chuyên gia dinh dưỡng khuyên chỉ nên ăn mỗi tuần 2-3 lần là cung cấp đủ dinh dưỡng và nên đổi món mới. Nếu không, bạn có nguy cơ bị vàng da do bí đỏ chứa hàm lượng tiền chất vitamin A là rất dồi dào. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thêm, trong bí đỏ, hạt cứ là thứ bạn cần phải ăn có chừng mực. Nguyên nhân là hạt của loại quả này có khả năng tẩy giun, ăn nhiều quá thì có không tốt cho đường ruột. Ngoài ra, hạt bí đỏ khá giàu calo. Vì vậy, ai muốn giảm cân mà ăn loại cả ngày, lai dài cả ngày thì có thể là phản tác dụng. Lưu ý, sau khi gọt vỏ, cắt bí đỏ, rửa sạch thì chúng cần phải nấu ngay. Tránh để quá lâu ở môi trường ngoài sẽ bị thất thoát thành phần dinh dưỡng. Khi nấu chín thì bạn có thể ăn ngay, khi đó thì có thể đảm bảo được hàm lượng chất dinh dưỡng đầy đủ. Đối với trẻ em, không nên cho trẻ em ăn bí đỏ quá thường xuyên vì rất dễ làm thừa caroten. Còn đối với trẻ đang trong giai đoạn ăn dặm, các bạn cũng không nên cho trẻ ăn bí đỏ vì có thể làm trẻ bị hóc với hạt bí đỏ. Thực phẩm đại kỵ với bí đỏ tránh xa nếu không muốn sức họa vào thân. Bí đỏ giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất nên được chế biến thành những món ăn ngon. Bí đỏ là thực phẩm rất được ưa chuộng trong khẩu phần ăn hàng ngày, cung cấp giàu dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Cả lớp thịt quả và hạt đều chứa rất nhiều chất có lợi. Tuy nhiên, cần phải biết cách dùng phù hợp để không gây hao hụt nguồn dinh dưỡng và rước thêm bệnh vào người. Trước khi tìm hiểu những thực phẩm không nên kết hợp với bí đỏ, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu những lợi ích mà bí đỏ mang lại cho sức khỏe. Khoai lang cùng với loại thực phẩm sẽ làm đầy hơi, nếu không ăn chín sẽ đầy bụng và khi ăn cả hai sẽ cùng lúc sẽ gây tăng chướng bụng, tức bụng và đau bụng. Ăn bí đỏ cùng với khoai lang sẽ có thể gây căng tức bụng, đau bụng, nôn khan, rất có thể là không tốt cho hệ tiêu hóa. Lý do bởi cả hai cùng chứa rất nhiều đường tự nhiên, tinh bột và nhiều dưỡng chất khác. Sau bỏ xôi,
Trong thành phần dinh dưỡng của bí đỏ thì chứa hàm lượng enzyme sẽ phá hủy vitamin C trong cải bó xôi, đồng thời làm giảm đi giá trị dinh dưỡng của hai loại thực phẩm này. Thịt kiều. Bí đỏ và thịt kiều là loại thực phẩm đều có tính nóng, nếu ăn cùng nhau thì có thể gây đầy hơi và táo bón. Những người bị bệnh truyền nhiễm và cơ thể nóng thì không nên ăn. Sấm, chanh. Sấm và chanh chứa axit acetic gây phá hủy nguyên tố dinh dưỡng trong bí đỏ, làm giảm giá trị dinh dưỡng. Không những vậy, khi ăn chung còn dẫn đến tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Cá hố. Trong cá hố chứa dầu protein, chất béo không bão hòa và DHA, vitamin A, D. Chúng giúp bổ hư, dưỡng gan, thúc đẩy tạo sữa. Tuy nhiên, khi kết hợp dùng với bí đỏ thì lại không có lợi cho cơ thể. Táo tàu. Táo tàu chứa hàm lượng vitamin C, tính ấm, vị ngọt nên ăn nhiều sẽ gây khó tiêu. Bí đỏ có tính ấm nên khi kết hợp ăn cả hai thứ này sẽ dẫn đến phá hủy vitamin C và khiến chứng khó tiêu nặng thêm. Cua. Ăn cua cùng lúc với bí đỏ tuy không gây tác dụng phụ độc hại cho sức khỏe nhưng sẽ ảnh hưởng sâu đến sức khỏe của bệnh nhân cao huyết áp, khiến tay chân bủn rủn, mệt mỏi, buồn nôn. Lý do là bởi nguyên tố K3 có trong bí đỏ gây giảm huyết áp. Tốt hơn, không nên kết hợp bí đỏ với cua vì sẽ có những thành phẩm kết hợp không được hợp lý. Và dù ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng hai thứ này mất tác dụng cho nhau. Tôm. Tôm có chứa nhiều nguyên tố vi lượng có trong thành phần, sau đó khi ăn cùng với bí đỏ thì có thể gây ra phản ứng pectin khiến cho hệ tiêu hóa bị gây áp lực và khó hấp thu, dẫn đến bệnh bị kiết lỵ, rối loạn tiêu hóa. Để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất không nên kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau, nhất là đối với trẻ nhỏ. Những lưu ý cần phải nắm khi ăn bí đỏ. Sau đây là một số điều cần quan tâm khi ăn bí đỏ. Không nên bảo quản bí đỏ trong ngăn đá tủ lạnh vì có thể gây hao hụt hàm lượng dinh dưỡng trong bí đỏ. Không nên dùng bí đỏ thường xuyên vì bí đỏ chứa nhiều tiền chất vitamin A, có thể làm tích trữ nhiều vitamin ở gan và dưới da, làm dẫn đến hiện tượng vàng da. Theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ nên ăn món ăn từ chế biến bí ngô khoảng 2 đến 3 lần để cung cấp dinh dưỡng, nên đổi món mới. Không nên mua quá nhiều bí đỏ, chỉ mua đủ số lượng bí đỏ để sử dụng trong ngày. Nếu không sử dụng hết, bảo quản trong một thời gian dài có thể dẫn đến hao hụt dinh dưỡng và có khả năng gây ngộ độc. Không dùng món ăn này với những người bị dạ dày yếu, nhạy cảm, hệ tiêu hóa kém. Tránh xào bí đỏ với các món có nhiều dầu mỡ vì có thể khiến dinh dưỡng trong bí đỏ bị hao hụt. Tránh nêm nếm các loại món ăn có nguyên liệu bí đỏ bằng đường, nhất là đối với người bị bệnh tiểu đường. Cần nấu ngay khi sau gọt bí đỏ, cắt bí đỏ, rửa sạch, tránh để qua lâu. Để trong môi trường ngoài sẽ gây thành phần dinh dưỡng bị thất thoát nếu ăn ngay sau khi chín, còn ấm thì sẽ đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ nhất. Không nên cho trẻ ăn bí đỏ quá thường xuyên vì rất dễ làm cho thừa caroten. Với trẻ đang trong giai đoạn ăn dặm thì cần phải cẩn trọng, xem xét kỹ hết sức khi muốn cho trẻ ăn bí đỏ để tránh hạt bí đỏ vào món ăn sẽ gây hóc cho trẻ. Đối với những người thích ăn bí đỏ thì làm thế nào để mua được một quả bí đỏ chất lượng? Sau đây bài biên tập chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn cách chọn bí đỏ chất lượng. Nên ưu tiên mua chọn những loại bí đỏ có chắc tay, nặng, vỏ trơn nhẵn, có cuống dày. Nguy cơ hư ở các quả bí đỏ có cuống ngắn là sẽ cao hơn. Tránh mua quả bí đỏ có vấn đề và vết bầm trên vỏ. Chỉ nên mua lượng bí đỏ vừa đủ dùng, không nên bảo quản bí đỏ trong tủ lạnh và cũng không nên bọc bí đỏ bằng ni lông. Có nhiều cách để chế biến bí đỏ khác nhau như là nấu canh bí đỏ, đậu sốt bí đỏ hoặc là bí đỏ cuộn xúc xích, súp bí đỏ, cháo bí đỏ, thịt gà băm xào bí đỏ, xôi hấp bí đỏ. Đây là cách thay đổi khẩu vị ăn cho gia đình, chúng ta cần linh hoạt thay đổi món ăn từ bí đỏ. Quý vị và các bạn thân mến, không có một đáp án chính xác nào cho tất cả mọi người về ý nghĩa của cuộc sống. Mỗi người phải tự mình tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Chúng ta có thể thấy ý nghĩa của cuộc sống thông qua những hoàn cảnh, mối quan hệ và kinh nghiệm của chính bản thân mình. Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất và hay nhất đến từ ban biên tập chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!